Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Ánh đèn sáng nền lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhận và khứng ban muôn hồng ân. Từ đây là người nam sẽ bỏ cha mẹ mình để nên một cùng người yêu trong hồng ân Thiên Chúa. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Ánh nến sáng nền lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhận và khứng ban muôn hồng ân. Nguyện hai lòng hiệp vui dắt dìu nhau trọn đời, ngày vui hoặc ngày thương đau, mong tình yêu luôn mới. Cho nàng hiền ngoan suốt đời yêu thương chồng, cùng chồng đoàn con thêm đông, gia đình luôn vui sống trong hồng ân Chúa. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Anh đến sang đêm đêm chúng ta đang sống trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh. Đó là một tin vui hết sức trọng đại với người tín đồ của chúng ta. Và hôm nay tin vui đó lại được nhân đôi lên, bởi vì hôm nay thì trên vấn đề này chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các anh chị xã Thiên Hồn trong vấn đề hôm nay. Xin Chúa ban cho các anh chị có được đời sống gia đình luôn biết yêu thương, biết chuẩn bị, đặc biệt biết lấy Chúa là gia nghiệp. Chúng ta cũng xin cho anh chị biết là chúng ta Chúa trong cuộc sống ngày hôm nay, đặc biệt biết lan tỏa niềm vui phục sinh đến cho những người mà anh chị sẽ gặp được. Vì danh Thiên Chúa nên ca
con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiện đi cùng Chúa, hiện nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại đi đến. Không thì đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thôma gọi là Didimô, Nathanael quê bản Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và các môn đệ đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: Tôi đi đánh cá đây. Các ông khác nói rằng: Chúng tôi cũng đi với ông. Mọi người đã đi xuống thuyền, nhìn như vậy các ông không bắt được con cá nào. Lúc cả đông, Giêsu hiện đến trên bờ biển. Khi các môn đệ không biết là Giêsu, người liền hỏi: Này là con, có gì là con? Họ đồng thời đáp: Thưa con. Giêsu bảo: Hãy thả lưới trên mặt thuyền thì sẽ được. Các con liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì nhập cả. Những môn đệ Giêsu yêu liền nói với Phêrô, chính chỗ đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền mặc áo vào vì đang đội cần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác kéo thuyền vào và cái lưới đẩy cá neo vì không còn xa đất bao nhiêu thì đổ theo đoạn nước này. Khi các con lên bờ, thấy có sẵn lưới thang trên để cá vào đánh. Chúa Giêsu bảo: Các con đã làm cá lớn bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền cái lưới lên bờ, lưới đẩy gần cá lớn. Tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không hết. Chúa Giêsu bảo rằng: Các con phải đã ăn. Không ai trong cả mỗi 500 họ ông đã ăn, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần để bắt trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các đôi tân hôn rất mến, chúng ta đang sống trong những ngày mừng Chúa phục sinh. Trong tuần bắt nhật phục sinh này, phục vụ lời Chúa cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi người sống lại. Và tin mừng hôm nay tiếp nối các lần hiện ra của Chúa Giêsu với các môn đệ. Và cái điểm chung ở các lần hiện ra đó là chính Chúa Giêsu yên ủi các môn đệ và rồi sai các ông đi làm chứng loan báo cái niềm vui phục sinh đến cho người khác. Thiết nghĩ phục vụ lời Chúa ngày hôm nay rất hợp với khung cảnh cử hành hôn lễ của các anh chị ngày hôm nay. Khi thầy Giêsu không còn hiện diện với các môn đệ như trước, bởi vì Chúa đã từng nằm và phục sinh, các ông đã quay lại với nghề cũ, đó là nghề đánh cá. Và có thể các ông thất vọng, đau khổ vì sự mất mát ra đi của thầy mình. Giống như tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một bóng đêm lo phục, đó là việc các ông đã đánh cá suốt cả đêm nhưng không được con cá nào. Nhưng không vì thế mà các con nản lòng. Các con đã hy vọng vì thầy đã hứa sau khi chết thầy sẽ sống lại và thầy sẽ chờ các con ở tại biển hồ Tiberia. Chính vì thế khi Chúa hiện ra, Chúa nói hãy thả lưới bên phải mặt thuyền thì các con đã lập tức vâng theo và đã thu hoạch được rất nhiều cá. Sự việc đó chẳng khác nào giống như một hành trình của đời sống hôn nhân. Trong đời sống hôn nhân gia đình, có lúc anh chị sẽ gặp bóng tối, có lúc chúng ta sẽ gặp hạnh phúc và đặc biệt những lúc đau khổ. Nhưng nếu chúng ta biết nghe nhau, biết nhân mổ, biết để cho Chúa làm chủ cho cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua được cái khủng hoảng và chúng ta sẽ trở nên một
lành mạnh. Do đó, muốn có được một cuộc hôn nhân đẹp, chúng ta phải nên một với nhau. Lúc đó, một cộng một không còn là hai, mà một cộng một là một. Nên một trong tình yêu, nên một trong lối sống, nên một trong những suy nghĩ, trong những hành động, và đặc biệt nên một trong đời sống đức tin, trong việc giáo dục con cái, và nên một trong việc xây dựng vun đắp hạnh phúc gia đình. Trước mặt của các viên của thánh và họ vàng, Đức Kitô đang dòng tay mang phúc lành cho tình yêu vô phụ của các anh chị và dùng những đích đặc biệt mà làm cho các anh chị nên phong phú và hợp mạnh, giúp các anh chị mạnh mẽ thương thị với nhau và làm gì những cách nhìn khác của hôn nhân như những người đã đủ những tiết không thể mà anh nghĩ các anh chị. Bởi vậy, trước mặt của thánh, tôi hỏi các anh chị kể định của các anh chị. Các anh chị đến đây để kết hôn với nhau, các anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Các anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa không. Tuy chọn đời sống hôn nhân, các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa không. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con gái Chúa dạy ban và giáo dục chúng theo lời Chúa Kitô và hầu lãnh không? Chưa có. Hỏi sự yêu thương. Vậy bởi vì các anh chị đã quyết định tiếp nhận một giáo ước hôn nhân thánh thiện, các anh chị hãy nắm lấy tay nhau và cảm ơn sự yêu thương của các anh chị trước mặt Thiên Chúa và hầu lãnh. Các con hãy làm đi.
dịp này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa trên trên và biến dân Chúa sông đàn cho tôi khi Chúa đến. Vì vậy, Lạy Chúa, khi kinh yêu con Chúa trên trên và sông đàn, chúng con trở lên Chúa mạnh trường sinh và trên Chúa đồ để là ơn Chúa. Vì Chúa đã đưa cho chúng con con ta tiên là xin Chúa cho chúng con cái trong phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, Chúa lên ngồi bên Chúa đang lòng các hoàng cầu để đứng toàn hội thánh trong nước bên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng gia sĩ.
Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia, 50 lon, đóng phòng ăn ăn.
hay lo cúc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn dùi. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cúc đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu khiến yêu sớm đón một cô công chúa dễ thương. Kính thưa ban phê này họ, kính thưa toàn thể quý khách có mặt trong buổi hôm nay, tôi xin được phép đại diện cho bên họ nhà gái xin có lời cảm ơn quý khách đã bất chấp thời gian và Ngọc đến đây để tham dự và chúc phúc cho hai cháu của chúng tôi là cháu Hồng Nhung và Thái Thức. Và cùng với gia đình, tôi xin kính chúc quý họ nhà trai sức khỏe và hạnh phúc, chúc tình thông gia luôn bền chặt và chúc cho hai cháu mãi mãi hạnh phúc. Và cuối cùng kính chúc quý khách và quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin mời ông bà
Oh,
계속 둘 다 해도 네 곁에 난 머물고만 싶어지는 게 사랑일까 slows down when you kiss me as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. To us to stop and smell each rose. They're the colors that we show. It's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. Open up my heart and you'll find me. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love, love. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn
muốn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Chúng ta đứng lên và đứng để làm người Thiên Chúa để chúng ta được thờ phượng cho Đấng Thiên Chúa. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau, chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Yêu xong chia tay, ai cũng sợ hãi, tình yêu chết em. Anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn
đã nói yêu má hồng, mắt cong bờ môi mỏng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai, nhưng nếu em đã sai thì anh ấy không cần đúng. Hey! Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau đã xua lạnh nơi đây mùa đông. Lần này thật xung vầy, quá lâu còn tiếng bao giờ. Lâu trong tình yêu đong đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Không là anh thì ai? Để anh đến về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Là khi những nỗi nhớ như sóng xô lên từng cơn, là khi em cười đùa bên ai đau đớn nên anh giận hờn. Nhưng yêu em là sai thì anh đừng không cần đúng. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xô lên em mùa đông. Lần này ta xung quanh quay con tim áo gầy. Bởi vì tình yêu là thế, là người yêu anh nhé, baby.
cho hai gia đình, kính mời. Chúng tôi nhận thấy nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của quý công viên hai gia đình khi được sự hiện diện của cha phó cũng như tất cả quý vị khách quý, những người thân yêu, những người bạn thân hữu thâm tình và đại gia đình chúng ta hiện diện trong ngày quan trọng của quý công viên hai gia đình. Giờ đây trân trọng kính mời quý công viên hai gia đình cô dâu cùng chú rể xin kính chào toàn thể quý vị khách quý. Xin được chúc mừng hai gia đình, chúc mừng đặc biệt đến cô dâu chú rể, chúc mừng tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của anh chị để chúng ta trở thành gia đình như Chúa hằng mong ước. Giờ đây con xin được kính mời quý ông bà cùng toàn thể mọi người chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa cho buổi tiệc của chúng ta ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con và những của ăn bởi lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng con hưởng dùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin được chúc mừng. Xin cảm ơn sự hiện diện của cha trên sân khấu và chúc cha thật nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc ở đây cho phép tôi được kính mời vị đại diện của thánh tộc nhà trai sẽ có đôi lời chia sẻ đến tất cả quý vị khách quý. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cha xứ, kính thưa quý khách quý cùng phía quý họ gái, lời đầu tiên được sự ủy quyền họ nhà trai, con xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý cha, đến toàn thể quý vị khách quý, đặc biệt là quý họ gái. Kính thưa quý vị, theo sự sắp xếp, hai gia đình chúng tôi là chọn ngày đẹp nhất hôm nay để tổ chức ngày vui cho đôi bạn trẻ. Đặc biệt hơn nữa là được cái sự chứng kiến và chiếu cố của quý vị đến để chúc phúc cho hai gia đình cũng như đôi bạn trẻ hôm nay. Thì chúng tôi xin chỉ biết là ghi nhận và tri ân quý vị khi có điều kiện thích hợp nhất. Và trong cái chương trình tổ chức này thì chúng tôi cũng xin gửi đến lời biết ơn những người đã có công khó giúp gia đình chúng tôi, dịch vụ cũng như là những nhà làm chương trình có một cái ngày vui tốt đẹp nhất. Và suốt cái buổi tiệc nếu có những gì xảy ra thì không ngoài ý muốn thì chúng tôi xin quý vị bỏ qua cho. Và cuối cùng thì chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất tuyệt vời đến từ ông đại diện của nhà trai. Giờ đây trân trọng kính mời ông đại diện của nhà gái có đôi lời chia sẻ cho chồng. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi được màn phép thay mặt cho họ nhà gái. Lời đầu tiên tôi xin chân thành kính chúc quý vị sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kính thưa hai họ, kính thưa các cụ câu niên, kính thưa tất cả bà con thân thiện, bạn bè thân thích xa gần của hai gia đình và hai cháu. Được sự đồng thuận và ủng hộ của hai cha mẹ hai bên, qua cái sự tìm hiểu của hai cháu đến hôm nay đã chín muồi, đã xe duyên kết trái. Hôm nay gia đình ông Tường và bà Hồng đã chọn ngày lành tháng tốt tổ chức ngày lễ thành hôn, tổ chức cho con cháu. Họ gái chúng tôi đưa dâu về cho ông bà và thân tộc họ nhà trai. Được sự đón tiếp của ông bà và thân tộc họ nhà trai rất nồng hậu và thắm tình thắm nghĩa, dành nhiều sự ưu ái cho họ gái chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, cháu Hồng Nhung lớn nhưng mà chưa khôn, hôm nay được nhập thất vào gia đình ông bà Tướng và bà Hồng và làm dâu của ông bà và thân tộc họ nhà trai. Trước lúc bước vào ngưỡng cờ của cuộc đời không tránh khỏi những cái khuyết điểm, xin quý ông bà và thân tộc họ nhà trai, những người cao niên bày vẻ giúp đỡ và hướng dẫn cho cháu nên người để phần làm dâu hiền, dâu ngoan hiền của ông bà và của họ nhà trai. Cùng cầu chúc cho tình thông gia
luôn luôn được gắn chặt bền vững. Cầu chúc cho hai cháu tròn nghĩa tình phu thê, trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng xin mạn phép kính chúc quý hai họ toàn thể hôn trường có mặt hôm nay lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Xin hết lời. Có hai ông trên sân khấu này đã thay lời cho hai gia đình và chúc hai ông thật nhiều sức khỏe. Kính mời ông cùng tiến về phía dưới để chia sẻ niềm vui cùng tất cả mọi người hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và để có ngày vui hạnh phúc vô biên hôm nay, thích nghĩ một điều rằng cô dâu và chú này sẽ thật sự hân nhiệt, hãy thừa hưởng sự hài hòa giữa ơn cha và nghĩa mẹ. Và khoảnh khắc ngày đây, xin mời cô dâu chú rể hãy dâng những ly rượu lên, những đứng đặt sinh thần để cùng tỏ lòng thành kính và tri ân. Xin được chúc cho bố mẹ thật nhiều sức khỏe để cùng chúc vui với chúng con trong ngày vui hạnh phúc này. Ngày đây chúng con cũng kính dâng lên bố mẹ ly rượu để cùng tỏ lòng thành kính và tri ân. Chúc cho bố mẹ thật nhiều sức khỏe và cùng chúc vui với chúng con trong ngày vui hạnh phúc này. Chúc tất cả các vị và quý vị thật là ngon miệng. Kính mời hai người đến sát lại cùng cùng ly. Xin mời hai người cùng ly và chia sẻ niềm vui. Chúng ta hãy cùng nhấp môi để cùng chia sẻ niềm vui với các con trên sân khấu này. Ly rượu mừng, ly rượu hạnh phúc. Thưa quý vị, hát những giai điệu tình yêu, ta đi bên nhau đón xuân đang về.
gian gọi tim lên ngôi. Em bên anh lòng ngàn đôi môi ngày dịu dàng chung lối. Em bên anh chiếu vàng thu rơi ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh lấy mình chung đôi,
wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.